Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm về con game mới biển đỏ tiếp anh em nhá. Con game mới vừa ra mắt thôi anh em ơi. Giao diện thì rất là chi là đẹp luôn, bắt mắt luôn anh em ạ. Ok, hôm nay vốn của mình là một củ anh em nhá. Với vốn một củ thì hôm nay mình sẽ vào con game ba cào đi anh em ơi. Khá chi là lâu rồi chưa vào chơi con game này anh em nhé. Ok. Tất tay luôn anh em ạ. Vào phòng là tối thiểu 50k. Cược gấp 10 luôn, tất tay luôn. Cược 6 điểm. Úi xế 7 điểm thơm như. Vừa vào phát ra được gần củ anh em ơi. Quá là ok luôn. Ok, như thường lệ anh em thấy video của mình hay, em nhớ like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Mình sẽ phát lọc cho anh em từ 30 tới 100k. Lì xì cho anh em ngày Tết anh em nhá. Quay đi quay lại, bây giờ thì ra Tết anh em ơi, chuẩn bị đến rằm luôn rồi. Ôi trời ơi, ăn phát nào trả phát đấy luôn. Trả mất hoa hồng mất ngay 50k luôn anh em ạ. Khoai nhỉ. Ok không sao anh em ơi, còn vốn nó còn gỡ được. Ôi trời ơi, nó cho mình làm cái luôn này. Gấp 5 lần. 2 điểm, 6 điểm ăn này anh em ơi. Má, đánh nhỏ thế nhỉ. Về vốn này anh em nhé. Tiếp tục là gấp 10 anh em ơi. 5 điểm. Ồ, 8 điểm này. Thơm thơm thơm, hai củ ít đôi vốn rồi, cũng khá ok anh em ơi. Con này nó cũng giống như hai con game kia Mana 88 với Mơ Mơ Quýnh Thơ anh em ơi. Giao diện nó vẫn giống thế anh em nhé. Giao diện con game ba cào thì nó vẫn y đúc luôn hay sao ấy. Y đúc luôn đấy anh em. Còn về cách chơi, lối chơi thì nó có cho ăn không thì chơi xong thì biết anh em ạ. À. Đấy, như thế này thì mình thấy là khá là ổn đấy anh em. Khá là thơm. Vào chơi 4 phát thua 1 phát thôi anh em ạ. À. Ngon đấy. Ôi trời bù rồi, quăng là vứt rồi. Mười là thành mèo đấy anh em. Ở ngoài là 10 điểm là tuyệt vời đấy, còn trong này 10 điểm là méo luôn đấy, anh em ơi. Với vốn một cù thì kiếm ít cù thì mình nghỉ anh em nhá. Kiếm lấy lại tiền lì xì anh em ạ. Đây x3 vốn anh em ơi, sẽ cứ kiểu này thì ngon nhờ. Ba cù thơm thế nhờ. Tiếp thôi anh em ơi. Bùa thế không có cái thua. Ôi bù này bù thua nữa anh em ạ. Cái gì đấy nhỏ thế nhờ, bù mà vẫn thua được nó thì thế là ôi dồi ôi luôn rồi. Thua những phát quá là cay luôn anh em ạ. Thua quá cay luôn. Cái một điểm ấy, 5 điểm x đôi này, x đôi 5 điểm anh sẽ để lại rồi. Bây giờ đẹp phát rồi anh em ạ. Bù còn thua thì hướng chỉ 5 anh em nhỉ. Tiếp thôi. Hai điểm. 4 điểm ngon rồi. Cố tí nữa đủ 5 cu mình nghỉ anh em nhá. Trừ vốn ra đủ 5 cù nghỉ thôi. Ham hố gì nhiều đâu. Xin đúng cái tiền tình cảm. Tết đến nơi, Tết hết rồi. Bây giờ sắp đến rằm nữa rồi anh em ơi. Quá là nhanh luôn. Quay đi quay lại mất mẹ nó 1 năm luôn anh em. Tám điểm x đôi cây okay, thơm. Ôi nó cũng tám này, may tám mình có già anh em nhé. Tết thua nhiều lắm rồi anh em mà, đánh ở ngoài thua nhiều lắm rồi, vào đây gỡ tí nào hay trong đấy thôi anh em ạ. Còn gỡ bao nhiêu thì gỡ. Sợi 1 điểm, 5 điểm, 9 điểm à? À 5 điểm. Cứ cái ăn cái thua này chết dở nhờ.
Một phát nữa thôi là hơn 5 củ đúng không? X đôi vẫn chưa đủ nhỉ? X đôi vẫn là chưa đủ 6 củ, trừ ra chưa 6 củ. Chơi đến rồi 6 củ trừ vốn ra lại 5 củ là nghỉ anh em nhé. 8 điểm ok. Lại thơ máy, phát này ăn nữa là nghỉ này. Phát này ăn nữa đúng là nghỉ luôn này. Không cần x đôi x 3 gì đâu. Xin cái. Chơi to vào. Sẽ không bằng ba thằng này không bằng mỗi mình đánh 4 điểm ăn tất cả nhà. Ok thơm. Nghỉ đấy các em ơi. 6 củ 3. Ngon. Đấy anh em trừ vốn ra còn chốt like hơn 5 củ đấy. Thế là nghỉ là quá là hợp lý luôn rồi. Ok. Hôm nay mình sẽ dừng clip tại đây anh em nhá. Anh em nhớ tải lên dưới phần mô tả giúp mình nhá. Cốt quà thì bao uy tín cho anh em luôn anh em ơi. Con game mới nên nó phát cốt rồi rất là nhiều luôn anh em nhá. Cứ vào là có tiền cho anh em nhá. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Bye anh em nhá.